Minh Nguyễn Miệt Trường xin kính chào bà con. Hôm nay cũng 20 lên 16 rồi ha, mình có lai cho cái vườn dừa. Hôm nay mình thu hoạch dừa nha. Hôm nay mình lai cho bà con cái giá dừa ở Gò Công Tây, Tiền Giang. Và mình lai là cái dừa mà. Đây là cái dừa mã lai đích bầu. Hôm nay là giá dừa tại Gò Công Tây, Tiền Giang. Là hồi sáng báo nhiêu không Sương? Nè. Kẹp vô lát có nói chuyện không? Đây. Mình quay sơ khởi sáng giờ mình thu hoạch cái vườn dừa mình nha. Có mà nhờ có nhà cháu nè, nó phụ thu hoạch, nó cắt dừa sáng giờ phụ nè. Đây. Đẩy xe mình sáng giờ mình đẩy ra ngoài đóng ở đây. Quay cho bà con thấy luôn nha. Giá dừa là sim mã lai đích bầu tại Gò Công Tây, Tiền Giang hôm nay tăng rất là mạnh. Giá từ dừa trái to dày nè, tầm dày bà con thấy không? Trái quá. Quá trời lắm này, trái bự khủng khiếp luôn. Hai đống dừa nha. Mình ở nhà, xin lỗi nha bà con, mình là trồng, mình là vườn, nhà vườn nha, chứ mình không có mua bán dừa sim nha. Để bà con nhiều khi không biết cứ hỏi mình có bán dừa nước không. Thì xin lỗi, mình là bán cho lái tại địa phương này rồi nha. Đó, còn bà con muốn liên hệ cái lái này thì mình sẽ cho số điện thoại luôn. Cho bà con liên hệ đặng có tìm cái đầu ra cho bà con nha. Đó, cháu nó đẩy dừa ra nè. Có em này là lập thành phố về thành phố Hồ Chí Minh về, nay có dịp nghỉ về nè, nhờ em nó phụ cháu nó phụ đẩy dừa, nhưng mà cháu này là có nhặt được cái bóp đó. Bà con nào mà có liên hệ thấy cái hình hồi nãy mình đăng lên đó thì liên hệ với cháu này nè. Đây. Đây là dừa ta nha bà con. Cây này cái dừa ta nè, thấy trái kinh không? Đó, cái bồn dừa hết thân không? Đó. Đây là dừa ta ha, giống dừa này trái siêu trái nè. Thì mình cũng nhờ xài mấy cái thuốc thông thường thông dụng đó, như xe lớn liêm mèo 99 đó quý bà con, rồi buron abio, rồi vô phân hữu cơ mình có lai đó. Hôm nay mình thu hoạch cái dừa mình lai cho bà con luôn nè. Cái trái dừa nó đạt chuẩn cả nào, to, rất là to nha bà con. Trời đó, liêm nè quý bà con. Rồi, muốn tìm hiểu giống dừa mã lai, muốn trồng giống dừa mã lai thì đây là cái dừa mã lai đích bầu đây nha. Đó, mình có chia sẻ cho bà con ở những video clip trước đó, mình có bán giống luôn. Nhưng mà bà con tới vườn thì ở sau dừa mã lai trái nhỏ thì cái đặc trưng cái trái nó như vậy thôi. Từ ký rưỡi nè. Ba ký lắm. Ký không? Ký rưỡi, ký 3, ký 2 chứ không có như mà dừa ta là 2 ký, 3 ký ăn lên nha. Nó là chỉ phần tầm 2 ký đổ lại thôi. Nó chỉ bán dừa nước thôi nha bà con, chứ không có bán dừa khô được nha. Thì bà con trước khi mà chọn giống dừa trồng thì cân nhắc cái chỗ đó. Dừa mã lai chỉ bán dừa nước. Còn cái dừa nước hiện tại thì 5.200 một trái. 5.200 hả? Ờ, nó 5.200 là solo nhỏ lớn luôn. 5.200 là solo nha bà con, quý bà con. Mà đem của mình năm nay đợt lần này không có show. 5.200 là tầm này nè. Không có xô nè, để ra kèo thêm coi được 5.5 không, chứ nó bự đầy đạm về là 5.5 đó. Có những quý bà con xem giáo thì cho đó nha, đó phải vừa to đạt chuẩn về mới có giá từ 5.5 luôn nè, vừa tầm này là 5.5 nè. Nhà Humit. Thì cái vườn của mình đó là ra cái tầm vừa này thì giá 5.5 đó. Nhưng mà sợ bà con vừa không tới thì mình nói về thành ra bà con nói mình nổ. Thực tế là nó giá là có vậy đó, vừa đạt chuẩn. Cái tỷ lệ giạt không có. Là chỉ tỷ 10 phần, nó giạt ra chỉ được 2 phần hoặc là bỏ ra 2 phần đó. Còn 8 phần là dừa đạt chuẩn. Chứ dừa mã lai này là bảo đảm bà con, nói dừa mà đạt 100% là không có nha. Thế nào cũng phải có bùn nhỏ. Thì bà con cứ kiên trì,
Thì những cái loại phân mà ông Đề Minh Nguyễn chia sẻ là phân thằng Humix 10 kg đó. Cái túi 10 kg đó. Đâu là ông Sơn? Có cái vỏ bao rồi nè. Nè nè nè. Non 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 non. Con lấy một cái vỏ bao hữu cơ nha con. Mình đây nè con. Quăng lên cho anh, bà con thấy. Vỏ kia kìa, vỏ kia kìa. Không phải vỏ kia kìa. Cái vỏ đó không phải. Đó. Rồi rồi con để đó đi. Úp lại cho. Đó, cái bao này nè bà con. Đó, hiệu phân này không là mình có like hoài đó. Rồi con thấy là sự thật nè, cái bông dừa nè. Kinh khủng không? Thấy to khỏe. Ký những loại thuốc nè. Đây là cái tấp liệu lý tưởng nè, nó những loại thuốc mình xài chuyên dụng nè. Như Muron, Amio. Nè. Cái nào bự quá nó úp lên phụ cho nó ơi. Con nào nặng quá nó úp lên phụ cho. Phúc mạnh. À. Đây, Amio nè. Buron nè, thấy không? Amio nè, lên đây uống giờ nè anh. Đó. Nghỉ mệt đâu uống giờ. Còn cái mùa này bà con cần diệp sáp có chạy khủng long rồi nha quý bà con. Đó là cái bộ ba nè, bộ bốn nè, bộ tứ nè. Đó. Em mà còn thấy trái dừa hết kinh khủng không? Tròn quá trời tròn luôn nè chồng ơi. Quá đẹp luôn. Nè, còn quay luôn dạng đích ABO lưỡi mèo. Dạ bá luôn. Không biết trên ngọn thì ABO boron lưỡi mèo với gì nữa. Ba loại đó không? Ừ. Nano bốn loại dưỡng. Rồi đây, dưới đất ta, ý là dưới gốc là dưới gốc là không biết. Nè cái bông dừa nè. Không biết, không biết. À, quý bà con muốn tìm hiểu trồng giống dừa này, trước khi trồng cái dừa giống dừa Mã Lai này bà con phải tìm hiểu cho kỹ nha. Cái dừa Mã Lai thì nó đạt từ 2 kg đổ lại thôi chứ không có quá 2 kg đâu. Bà con mà tìm cái dừa mà quá 2 kg là nó thuộc dừa dâu, dừa ta, dừa truyền thống ha. À, dừa xim lùng, ý dừa ta lùng. Cái có là cái dừa cỡ đó. Còn cái dừa mà uống nước này là tầm khoảng 1,4 kg đổ lên, 1,4 kg là nó đã vô ký là dừa nhất rồi đó. Thì thông thường cái dừa này nó có trái dao động từ 1 kg đổ lên. Ha. À, cái dừa nhỏ nhất là dừa này là dừa bi nè, dạt nè bà con. Thằng này là dạt ráo nè. Nó dừa nhỏ xíu nè, cái này là bỏ nè. Đó, cái này mình để uống nước nè, đó, nó dừa xíu phải không? Đó, bà con thấy chưa? Đó. Còn cái dừa là đủ ký nè. To khỏe. Cái dừa đủ ký nè. Đó là vậy là nó bự nhất rồi, nó đâu có còn bự hơn nữa. Dừa Mã Lai này không có dừa nào bự hơn nữa nha. Cái này rồi là chưa điếc nó phải không? Bỏ ra ngoài ra út điếm. Nào. Tìm hiểu cho kỹ nha. Ừ, mới đó cô dừa rồi ha. Ừ. Một xíu nè. Ê. Nó dừa này dừa dạt nè, dừa uống nước nè, bỏ nè. Dừa Mã Lai nó vô ký nè, vậy là to rồi nè. Bà con trồng được cái dừa như vậy là vô ký từ cỡ này nó lên. Cỡ này là 1,3 kg rồi nè, 1,3-1,4 kg rồi nè. Đó. Chưa? Thì bà con cứ duy trì vô phân, định kỳ vô phân là cứ cắt dừa xuống rồi quăng phân liền. Cứ 20 ngày, 21 ngày bà con quăng phân lần. Thì cái mùa này bà con nên hỗ trợ cái phân hữu cơ hồi nãy mình chia sẻ đó. Với phần mình đây xài nhất là thích nhất là phân đầu trâu nha. Bình Điền. Thì bà con nhớ cái hãm mình có bị có những anh khách nói là cái vấn đề phân này rất là bị các chỗ mà thuốc bảo vệ thực vật á. Không có loại phân này nó bài nó gài cho bà con mua loại phân khác xài thành ra không có hiệu quả. Nhiều khi thậm chí có những cái đại lý á, mình lại mua phân ba màu nó không có đưa cái hiệu phân đầu trâu Bình Điền đó, mà nó nói ba màu này là phân của Bình Điền đầu trâu. Bà con phải kêu đưa cái vỏ ra đúng cái vỏ như mình like trên video đó, bà con xài đúng đó mà bà con mới mua, còn không phải là đi chỗ khác chứ nó gài nó bài cho bà con ra mua là những cái phân không có chất lượng thì bà con vô phân cái dừa không có đạt. Lúc đó bà con nói Minh Nguyễn chỉ đi phân tầm bậy. Tại bà con mua phân không trúng, đúng không? Bà con mà mua phân đúng cái hiệu mà mình mới chia sẻ là rất là ok nha. Đâu đâu non non con vô con lấy vô cái bao mà cái vỏ bao Bình Điền đó nó út mình nãy mới để đó. Đó, còn là đây nó đây nó. Nè. Đó. Để chúng chia sẻ kỹ cho người ta thấy luôn. Đây. Không, bên này im nè.
Đây mình chia sẻ kỹ cho bà con nha. Không đúng loại phân này thì không có mua. Bài nó rẻ, bà con mua là bà con chết. Bà con càng xài phân tan nhanh thì nó cái bộ rễ nó càng cháy, hư rễ chứ không có tốt gì đâu. Rồi nghe lời nó bài ra rồi, thành ra sợ bốc hơi một hơi, bà con cứ xài tan nhanh đi rồi xong cái hư bộ rễ luôn. Đây nè, nhớ nè, anh là BK 20-25 te đầu trâu nè. Về thẳng cho bà con cái hiệu phân nè, mình đang xài cái loại này vừa rất là đạt ha. Đây chụp hình lại nha bà con, chụp hình lại, có cái loại này mua không có đi chỗ khác đó, chứ đừng có mà nghe nó rẻ rồi bà con mua là bà con chết. Khối lượng tịnh bao 50 kg, hàng Việt Nam chất lượng cao nè. Đây phân nhãn hiệu luôn, đầu trâu Bình Điền có mặt này bà con mới mua, còn mấy thì thôi. Nhớ nha, có chữ TE nó là đa trung vi lượng nha quý bà con. Con kết hợp thêm với cái loại này nè, hơi không biết này nè, hơi không biết này thì mình có chia sẻ cho được cho bà con, mình có gửi cho bà con được. Bông bự đã bộ non lắm. Nè bao này là mình gửi được nè nha. Còn cái phân này thì nó đa dạng, nó gửi mà nó tiền ship có cao lắm cho nên mình không gửi. Chứ phân này là mình chỗ nào mình rất là nhiều nha. Còn bà con nào ở xa thì muốn tìm mua cái phân đầu trâu này thì tới chỗ mình, thì mình đi lấy về cho bà con. Rồi luôn cho mình không có tới chỗ rồi chở đi nha, chứ mình không có giao nha. Giao có tiền ship cao lắm, bà con chịu nổi đâu. Gần khu vực mình ở Gò Công Tây, khu phố 5, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì bà con nào muốn mua thuốc, mua phân, mua thuốc thì xuống tại ngay chỗ cái nhà mình. Nói chung là mình không phải là chỗ đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật nha quý bà con, nhưng mà mình xài những cái loại thuốc, phân thuốc nào tốt, hiệu quả thì mình mua để số lượng rất là nhiều, có thể là bà con cần thì mình chia sẻ lại, chứ mình không phải là đại lý nha. Đó bà con thấy không, đây là phân humic nha. Rồi cái giá dừa Minh Nguyễn báo là ở Gò Công Tây, thị trấn Vĩnh Bình hôm nay là chỉ có là 5.200 là mua xô. Mua xô luôn nha, dừa tốt dừa đẹp nha, có lộn xinh xanh dừa bông dừa hoài luôn á. Đây còn dừa mà tào lao thì không tới nha bà con, còn mà dừa đẹp nữa có thể lên tới 5.500 luôn, nhưng mà lựa không phải lựa ra 5.500, còn mình xô luôn, lựa thì 5.500, còn xô thì 5.200 đó, bà con chọn cái nào chọn. Mình ở Gò Công Tây, thị trấn Vĩnh Bình, tỉnh Tiền Giang nha. Rồi quý bà con nào có liên hệ thì phân những loại phân này, những thuốc này thì mình có cho số điện thoại trên video clip nha. Và ở đầu video đó mình có đưa ra một cái giấy tờ tùy thân của một cháu nó lụm được cái bóp ở đường Mã Lò ha non. Đường Mã Lò. Tại cháu nó làm thành phố đó, đường Mã Lò có lụm được một cái bóp có rất là một số giấy tờ tùy thân như là căn cước công dân, bằng lái xe và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Thì bà con nào có thấy hồi nãy mình có đưa trên đầu video á, bà con thấy ai có mất cái này thì liên hệ với số điện thoại mình cho trên video clip, hoặc là mình cho trực tiếp gặp chủ cái người lụm cái giấy tờ này để cho bà con nhận lại nha. Rồi dạ thôi, Minh Nguyễn Mạnh Trường xin kính chào bà con nha, hẹn gặp lại bà con trong video tiếp theo nha. Một lát á.